bum ba là bum ba là bum mê chụp đơn chụp đơn chụp chụp đơn nhanh chụp đơn chụp đơn chụp đơn chụp đơn chụp chụp đơn ơi mẹ. chị hằng gãy cánh chị hằng chị hằng xịt vào mũi thôi chị hằng chị hằng ơi chị đừng như thế chị thích Rồi anh. lấy đồng chị đồng chị tình đi Trời ơi, thật đáng sợ. Cả nhà ơi, nhanh chóng lên chỗ đợi trên này cả nhà mình ơi. Cơm bầu kem tẩy lông lấy là đồng cái gì chị ra với mức giá là 150 cả nhà. Và cái kem tẩy lông này nha, tẩy được lỗ lông vùng nào ạ? À? Lùng nách cho em nè. chị tình Vùng. cho chị chị tính đi chị ạ em cho chị người con bồ Kem tẩy lông này cả nhà mình sẽ tẩy được vùng nách cho em ha, tẩy được vùng ngực cho bé thỏ nè, tẩy được vùng bụng cho bé thỏ nè, vùng mông nè, vùng tuyết nè, vùng hoang nè, vùng bikini, vùng tay, vùng chân, những vùng nào có lông là tẩy cho em thỏ nha, không tẩy vùng đầu đổ lên nha mấy chế nha. Và đặc biệt luôn ông Bụt ơi, tẩy bao nhiêu phút? 5 tới 7 phút đầu Đúng người. rồi. Những ai mà có lông dày á thì chị hẳn đừng chết. Chị tẩy 5 7 Đây phút, là còn chân những ai mày mà của lông tơ lông mỏng nước á thì đẹp mọi người tẩy 5 phút thôi đúng nha. rồi. Chị Lông hẳn dày ôi là chị hẳn cả tình nhà nhau đúng mình là lấy tẩy chị 7 hẳn phút cho em, còn chị lông hẳn mỏng chị thì hẳn cả nhà tình mình chị tẩy hẳn là 5 phút cho em nhé. đấy Và sau khi tẩy đấy xong, cả nhà mình chỉ cần rửa với nước thôi nha, rửa với nước tao sạch còn cho vỡ em, đập sau rồi đó mày mọi mày người đừng có lau móc khô mày và đừng mình có móc bôi gel dịu da. da Gel dịu da này tác dụng là gì qua ạ? mọi người gel dịu da này mọi người bôi vào nó sẽ làm cho mình không có bị gọi như là cái da của mình nó Con sẽ ơi, con ơi, khoa không còn có phải bị lo cho tương mẫn lai con cảm nữa, con này, người thứ yêu một con này, này. thứ Trời hai là nó ơi. sẽ làm cho cái lông của mình nó sẽ mọc lại chậm hơn Chậm. và da của Đó. mình nó cũng sẽ được cấp một cái lượng Rất là xịn sò phải không ạ? cái độ ẩm cho da mình nó sẽ mềm mướt hơn nha. Đó, một combo như vậy nè cả nhà. Bình thường cả nhà mình sẽ mua một Mày em móc cái kem gì tẩy vậy? lông bên ngoài thị trường là từ 250 nè cho Mày đến còn cái kim 300 cơ. nghìn đồng ha. Nhưng ngày hôm nay, Mày một kem tẩy lông móc cái ai? 70ml và một gel dưỡng da 30ml, giá gốc 450. Và ngày hôm nay, sale cho mọi người chỉ còn là 150. 150. Trời ơi, cái điện thoại đó xuống tới đây. Đỉnh quá mày ơi. Bà. Khiếp, mày móc tay trái xong mày lấy tay phải mày dí mặt tao xong cuối cùng tao lấy tay trái tao dí mặt mày coi như mày hưởng. Nhanh chóng mình chốt đơn đi mấy chế ơi. Có Nhanh gì chóng không chốt đây? đơn đi mà. Em chỉ lên cho mấy chế mình là 20 mã ngày hôm nay thôi. 20 mã kem tẩy lông cho em. Và đặc biệt luôn mọi người ơi, khi mà mọi người tẩy lông xong nha Mày là cái đem vào da mắt mọi người tao sẽ rồi. sáng hơn Đúng nữa. rồi. Da mình nhìn sẽ sáng hơn rất là nhiều và nó mịn hơn rất là nhiều. Và đặc biệt luôn, chị nào đang xài kem body nha. Các chị của mình xài kem body á là còn lông á là nó sẽ bị cản lại rồi. Cho nên là khi mà mình tẩy lông xong á thì cái kem nó sẽ hiệu quả và Mày nó đem vào thấm mắt sâu vào tao. trong da của mình luôn Tao có một nha. cái mày Rất để là mắt xịn mày. sò. Nhanh chóng chốt đơn liền cho em. Và mỗi lần mà cả nhà mình tẩy xong ha thì cái thời gian nó mọc lại nó sẽ tưa dần ha, nó sẽ thơ Mình dần tỉnh và nó sẽ mà. tơ cái lông ra Mình nữa. tỉnh mà. Rất rất xịn sò chứ cả nhà Chốt yêu. Nhanh chóng mình chốt đơn. đơn, nhanh chóng mình chốt Chốt đơn đơn. với mức giá Một 7150. Ai chơi bẩn bẩn rồi. Mọi người, kem rụng lông của nhà Rồi cô Lân đó là ai sẽ làm chơi cho không mình được. rụng lông đi, cái lông của Tôi mình nó sẽ chơi cái trò chiêu mặt nước kỹ, nó mọc tao bị rất hẳn là ra. nhiều. Đúng Tại vì rồi. với lại có một công dụng ngầm của nó nữa nè. Mọi người xài một thời gian lông của mọi người sẽ bị mất dần nhé mọi người. Sẽ mất dần lông đi. Đúng rồi. Nó không còn giống bình thường là mình mọi người dùng là nó sẽ còn rậm. Bởi đó ban đầu nó sẽ còn nhiều chân lông. Nhưng Mọi mà người mình dùng một thời gian nó sẽ mất bớt dần chân lông đi nhé mọi người ơi. Nào chốt đơn mọi người ơi. Mọi người nhanh tay vào giờ mà chốt đơn nhá. Mẹ con chị Hằng này dâm dê. Mày nói dám, mày là dám đòi hấp diêm phú quốc à? Ngồi im đó. Rồi mọi người ơi, chốt đơn. Trời ơi, tóc tai tao cũng lộn cho lộn rồi. Ui dồi ôi, còn đâu nữa là đây mấy cái tóc để lông đâu rồi, tóc đã ít thì chớ. Mọi người nhanh tay vào giờ hàng mà chốt đơn, chỉ có một ít mã thôi nhé mọi người ơi. Mọi người mỗi lần mà mọi người đi đám tiệc hay muốn mặc váy mà chân mình hay tay mình có lông á mọi người, thì mọi người thường là sẽ dùng những ôi, cái phương pháp như là cạo hoặc là quắt lông nhé mọi người ạ. Nhưng mà những cái phương Ê, pháp điện thoại cho mày những đi cái phương điện pháp mà cạo hoặc quắt lông á thì nó sẽ gây cho mình một thoại cái là một giây này. rất dễ bị viêm chân lông và nó sẽ rất là rát nhé mọi người. Thì cái sản phẩm kem rụng lông của nhà cô Lần sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu của mọi người và khắc phục được những cái khuyết điểm của cái phương pháp đúng đầu rồi kia, nó sẽ đúng là rồi không gây rát này, không làm cho mình bị viêm chân lông và nó sẽ hạn chế lông mọc sau này nhé mọi người. Nhanh chóng mày làm gì á? Chốt đơn. Nhanh chóng mày làm gì á? Chốt đơn. Với mức giá chỉ còn lại là 150. Với mức giá tỷ tỷ à, mùi không thể làm cà lem như tỷ mong muốn được rồi. Tỷ ơi, mùi mà làm là nó sẽ sập like. Tỷ à, tỷ hãy thông cảm giúp mùi nhá. Mùi thương tỷ bằng tất cả những gì mùi có. Tỷ ơi, tỷ tha cho mùi. Anh có nhớ đâu? Ba. Hả? Nơi nào tự nhiên cướp lại.
Tôi đâu có mang giày. Nào, chốt đơn đi mọi người ơi. Mọi người, tẩy cho ấy ít lông đi. Tẩy ai hả? Đây. Tẩy cho mang lại PC thấy rõ từng cọng tóc luôn. Tẩy thiệt hả? Tẩy đi. Tẩy tay hả? Không, tẩy tóc với lại tẩy râu này. Rồi, ok. Đây, ta sẽ tẩy, bé Thỏ sẽ tẩy cho ông một ít lông nha. Kem tẩy lông nhà em là siêu đỉnh luôn, cho nên cả nhà mình ăn chóng. Lưu ý nha, với người thường là không thể tẩy đầu, tóc và râu được. Nhưng mà đây ông là một nhân vật trong cổ tích. Tóc cho thì còn bạc nữa mà nhổ. Rồi, 5 phút. Từ mọi người, cái này với cái râu và lông rất là dày như thế này, mọi người đợi 7 phút nha. Rồi, ông một ra đi nha. Đủ 7 phút sau ông một vào lại giúp em ạ. Nhanh chóng người chốt đơn cho em ạ. 5 phút rồi mọi người ơi, 5 phút rồi. Rồi, 6 phút. Rồi, để coi nào. Rồi, 7 phút. Ông Bục ơi. Ơi. Ông Bục vào giúp em đi ạ. Mọi người đang ý kiến cái tóc của mày kìa. Nhìn nó rất là giống thanh xà bạch xà. Ủa, ai vậy trời? Không biết là sư huynh nào. Hay, đây là ông Bụt. Chào sư huynh. Thần thiết. Này. Diện kiến sư huynh. Đây là, người ta gọi là gì ta? Dừng quá. Ê. Mày nhổ cái gì vậy? Thôi được rồi. Hôm bữa hết tóc bạc. Chẳng hay sư huynh đã có. Con dạy cảm ý trung nhân chưa? Ý trung nhân là gì? Ý là ý. Ý trung nhân là người trung yêu là đó. Giữa, ý là ý kiến. Đâu? Trung là giữa. Nhân là người. Là... Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là Doãn Chí Bình. Ủa Doãn Chí Bình là ai? Trong bộ phim Anh Hùng Sẽ Đi. Rồi, cả nhà mình ăn chóng mòn. Chốt đơn. Mình chóng lên giá. Chốt đơn. Với mức giá. 1 năm 10 ca nha mọi người. Phải lần trần trụi trời là trời mà. Ê, mọi người ơi. Mọi người đòi tẩy lông Thỏ trần trụi nè mọi người ơi nha. Thỏ trong không có mặc đồ, bữa nay là Thỏ là chơi lớn luôn, ở trong là không mặc đồ. Chỉ mặc mỗi một cái quần boxer thôi. Né ra cái tinh sơn, né ra luôn, né ra. Rồi, lẹ nha, chốt đơn cho cả nhà mình ơi. Mặc mỗi lại mà. Ôi, đừng mà. Ô nhiễm căn phòng. Đây là đó. Cái này nha. Ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí nha. Địt là một hiện tượng vật lý. Địt có thể giải tán đám đông. Địt gây mất trật tự đoàn kết. Địt gây nghi ngờ lẫn nhau. Khi địt dưới nước sẽ tạo một hiện tượng sủi bọt và hình bong bóng. Thì bỏ tôi đi hồ bơi, tôi địt như đi quá trời. Và đôi khi có những cơn địt dưới nước không chỉ tạo bong bóng mà còn ra màu vàng. Thưa quý vị, nhanh chóng lên giá. Chốt đơn. Một bộ đôi combo kem tẩy lông và cây dì già với mức giá 1 năm 10. Ai chịu nhanh chóng lên. Chốt đơn. Gõ hết mã rồi chơi. Cái cổng này. Sao? Ông đi tắm, tôi địt đi hồ bơi. Lúc đó ông hôm đầu xuống ông đi bơi đó. Thì lúc mày bè là tao đang đái dưới nước là mà lúc mà mày ngậm mồm mày tính nhổ nước của tao là lúc tao đang đái là thế là tao còn không ngậm nước còn mày ngậm mày nhổ lúc tao tè ra là mày ngậm đó. Nhưng mà giờ ông hỏi nước có kem dưỡng trắng da chết đâu mọi người 50 không em đó, chị ơi em có lên mã kem body hồi nãy đó chị ơi, chị vào giỏ hàng xem giùm em nha. Cái mã kem body của mình sẽ dưỡng trắng da cho chị yêu luôn rồi đền đi em ơi. Rồi một cái mã kem trắng